quý vị, để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, ngành điện luôn đặt ra kế hoạch đầu tư cải tạo các công trình thường xuyên. Ngành điện vừa tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn ở 64 trên 66 xã. Việc tập trung nguồn lực nâng cấp lưới điện sẽ giải quyết được bài toán tổn thất điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng cho khách hàng. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện ở nông thôn miền núi được Công ty Điện lực Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm. Vì đây là lưới điện dễ gây mất an toàn hay bị xâm phạm hành lang tuyến nhất. Xuất tuyến 471 ở huyện Trà Bồng đi qua nhiều khu dân cư, trường học, cơ quan. Đầu năm 2020, Điện lực Trà Bồng đưa xuất tuyến và hạng mục đầu tư nâng cấp. Theo đó, các đoạn đường dây mất an toàn cho người và công tác vận hành sẽ được thay dây trần bằng dây bọc, thay sứ. Hạng mục công trình hoàn thành trong tháng 3 với tổng đầu tư 500 triệu đồng. Theo kế hoạch năm 2020, Điện lực Trà Bồng sẽ dành kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng để cải tạo lại lưới ở huyện miền núi này. Trong quý 2 thì Điện lực Trà Bồng cũng thay dây dẫn từ khu vực là Trà Bồng đến khu vực huyện Tây Trà cũ khoảng 30 km đường dây và thay toàn bộ một số dây néo, nâng cao một số cái vị trí mà dây dẫn một số không đảm bảo an toàn, và đặc biệt là việc mà đỡ tu sửa chữa thay dây dẫn là đảm bảo cái việc mà vẫn không sự cố, bởi vì đường dây của chúng tôi hiện nay là đang đi trong rừng và trong cái khu trồng cây keo nguyên liệu của nhân dân rất là nhiều, rất dễ gây sự cố trong mùa mưa bão sau đấy. Ở Quảng Ngãi, con số đầu tư công trình nói chung và cải tạo lưới điện mất an toàn nói riêng cho năm 2020 tăng cao hơn nhiều so với năm 2019. Năm 2019, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đầu tư xây dựng 48 công trình với tổng kế hoạch vốn là 113,5 tỷ đồng. Trong đó, việc đầu tư cải tạo để đảm bảo an toàn điện là 59 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tập trung đầu tư cho 44 công trình với tổng kế hoạch vốn là hơn 244,1 tỷ đồng. Trong đó, việc đầu tư cải tạo để đảm bảo an toàn điện lên đến 191 tỷ đồng. Việc ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực hạ tầng lưới điện sẽ đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Công tác thi công cũng được tính toán, cân nhắc thật kỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện và các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Danh mục ưu tiên thi công trước các hạng mục sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, thay mới, khoán, chuyển, nâng dung lượng để chống quá tải các trạm biến áp, để đảm bảo công suất dự phòng cho các xuất tuyến và trạm biến áp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tiếp theo là các hạng mục củng cố lưới điện nhằm ứng phó với sự cố lưới trước mùa nắng nóng, dông lốc, xử lý các điểm xung yếu để đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão. Các công trình cũng góp phần tạo khoảng cách an toàn cho hành lang tuyến. Đảm bảo hành lang tuyến an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo cung cấp điện, không gây tổn hại lưới và bảo vệ tính mạng con người. Đối với những cái hộ dân mà trồng cây nguyên liệu giấy ở dọc hành lang á, thì chúng tôi cũng để lại những cái bản thông báo và cái thông tin của đơn vị quản lý vận hành. Và hiện nay thì cái việc mà chặt cây, khai thác cây gần hành lang thì chúng tôi cũng tổ chức là hỗ trợ các chủ cây để mà khai thác những cái vị trí mà nó có khả năng là ảnh hưởng tới cái hành lang lưới điện. Bên cạnh đó thì đối với những cái công trình mà nó hiện nay mà để đảm bảo cái vận hành an toàn ấy, thì về mặt công ty thì chúng tôi cũng tạo điều kiện tư vấn, hỗ trợ về cái thiết kế cũng như là nhân lực để mà thực hiện cái công tác là nâng cao cái độ cao hay là chúng tôi di dời để mà tạo được cái khoảng cách an toàn trong cái quá trình mà vận hành của lưới điện. Hiện ngành điện Quảng Ngãi tiếp tục đặt ra mục tiêu lớn hơn nhằm hoàn thiện lưới điện, hướng đến xây dựng lưới điện hiện đại. Khi thực hiện được mục tiêu này, lưới điện Quảng Ngãi sẽ vận hành an toàn hơn, khách hàng sử dụng chất lượng điện tốt hơn. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày cách ly xã hội. Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện chuyển sang các dịch vụ theo phương thức điện tử. Việc này chỉ thực hiện ở nhà, không cần đến các trụ sở điện lực nữa. Một tư vấn sử dụng điện hôm nay sẽ giới thiệu thêm thông tin về các phương thức điện tử này. Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng, EVN chính thức cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử. Chỉ với thiết bị thông minh kết nối với Internet,
như máy tính bảng, smartphone. Bạn có thể tiến hành đăng ký cấp điện mới tại bất cứ đâu với thời gian nhanh chóng. Hãy cùng tìm hiểu dịch vụ điện phương thức điện tử. Bạn có thể đăng ký dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hoặc website chăm sóc khách hàng. Và chuẩn bị các giấy tờ chứng minh như sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan. Sau đó, phía điện lực sẽ kiểm tra thông tin và gửi mã xác nhận. Xác nhận xong, nhân viên điện lực sẽ đến nhà bạn để khảo sát, lắp đặt công tơ và ký hợp đồng cung cấp điện. Sau khi lắp đặt xong, bạn tiếp tục ký số, biên bản trao tháo công tơ. Vậy là bạn đã hoàn thành đăng ký cấp điện mới theo phương thức điện tử. Cùng xem lại các ưu điểm của phương thức đăng ký điện tử so với đăng ký truyền thống. EVN CBC áp dụng đăng ký dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên từ tháng 9 năm 2019 cho các dịch vụ di dời thiết bị, thay đổi thông tin, dịch vụ sau công tơ, thay đổi công suất, thay đổi mục đích sử dụng và thay đổi số hộ sử dụng điện. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Quảng Ngãi hoãn lịch ngừng cấp điện theo kế hoạch từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, trừ các trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý, ngăn ngừa sự cố lưới điện. Còn sau đây là lịch cấp điện sau ngày 15 tháng 4. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện và khắc phục xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực sau đây được biết để tiện bố trí công việc. Ngày 16 tháng 4 năm 2020, từ 8 giờ đến 12 giờ, một phần thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ. Từ 8 giờ đến 13 giờ, các thôn Phú Lâm Tây, Phú Lâm Đông, Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, toàn bộ xã Long Hiệp, xã Long Môn, xã Thanh An, các thôn Minh Xuân, Dư Hữu, Mai Lãnh Hạ, Mai Lãnh Trung, Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, huyện Minh Long. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, một phần xã Bình Hòa và một phần xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn. Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Chính, Hợp Nghĩa thi công cầu Cửa Đại, thôn Làng Cá, thôn Cổ Lũy Bắc, Cổ Lũy Nam, thôn Vĩnh Thọ Bắc, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Từ 8 giờ đến 12 giờ, thôn Minh Tân Nam, Đạm Thủy Bắc, Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB, huyện Mộ Đức. Từ 8 giờ đến 13 giờ, toàn bộ xã Hành Trung, thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, thôn Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Từ 8 giờ đến 15 giờ, xã Trà Hiệp, xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng. Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, điện thoại 1900 1909. Phòng điều độ Công ty Điện lực Quảng Ngãi, điện thoại 0255 3710 635. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục điện của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.